Mấy ngày vừa qua, câu chuyện về việc hai cô gái Nguyễn Thị Tuyết Nhung 21 tuổi quê ở Tiền Giang và Ngô Thị Kiều 16 tuổi quê Đồng Nai bị công an phường tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội suốt một tuần vì lý do quên mang giấy tờ tùy thân khi ngồi ở quán cà phê đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người cho rằng dù nghi ngờ nhân thân của hai cô gái này, song cơ quan chức năng đã hành xử trái với quy định của pháp luật. Theo đó, trưởng công an phường Tam Bình cũng đã thừa nhận việc đưa hai cô gái vào trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố là có phần chủ quan nóng vội. Nhiều luật sư khẳng định hành động của phía lực lượng chức năng khi tiến hành lập hồ sơ đưa hai đương sự này vào trung tâm hỗ trợ xã hội chỉ sau 2 giờ tạm giữ là hoàn toàn sai quy định, ảnh hưởng đến quyền công dân và danh dự của họ. Vào chiều ngày 18 tháng 9, hai cô gái xuống quán cà phê của người bạn ở phường Tam Bình, quận Thủ Đức chơi. Khi hai người đang ngồi nói chuyện trong quán, một nhóm cán bộ công an xuất hiện, yêu cầu kiểm tra hành chính, xuất trình giấy tờ cá nhân. Khi hai cô gái nói rằng để quên ở nhà, thì công an phường yêu cầu về phường trình bày. Tại đây thì cán bộ công an yêu cầu hai người ký vào biên bản, nói rằng sẽ đưa lên trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố ngủ một đêm, rồi sẽ về do thuộc diện vô gia cư. Tuy nhiên, phải 10 ngày sau, hai cô gái này mới được thả ra. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quy định rõ là chỉ khi nào phát hiện, xác định được người có hành vi ăn xin, sinh sống ở nơi công cộng thì cơ quan chức năng mới tập trung đối tượng và thực hiện xác minh nơi cư trú. Và trong trường hợp này thì hai cô gái không phải là người ăn xin, cũng không phải là những người sinh sống ở nơi công cộng. Nếu không xuất trình được chứng minh thư khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền thì họ chỉ có thể bị phạt cảnh cáo hoặc là phạt tiền từ 100 cho đến 200 ngàn đồng mà thôi. Và ngoài ra thì mọi hành vi tập trung người vào trung tâm hỗ trợ xã hội sai trái nếu gây thiệt hại đều phải bồi thường. Hay nói cách khác là đương sự có thể khởi kiện yêu cầu bồi thường tại tòa đối với đơn vị làm sai.